Hello, chào các bạn. Khởi nghiệp lần hai, nay bán được chiếc xe nè các bạn ơi. Bán cho bà chị đứng ở sau kìa. Đó, mua về cho con hả chị? Đó, mua cho con trai, đã không? Lớp mấy rồi chị? Chị? Bé học lớp mấy rồi chị? Lớp 8 hả? Lớp 8 là nhiêu tuổi ta? 13 tuổi. Ở trong cái hộp này nó ghi là 14 cộng nha chị. Cao 1m7 rồi. Cái xe này các bạn là nhà sản xuất á ha. Họ khuyến cáo mình là 14 tuổi cộng trên 14 tuổi thì mới gọi là chạy cái này nó mới hợp lý, tại vì lúc đó nó có kinh nghiệm rồi, nó biết cách xử lý ha. Là cái xe này phải chạy hai tay rồi ra đường nó cũng chạy được, cái tốc độ lên tới 30 cái số giờ nó cũng hơi cao đó. Cho nên là nếu mà trẻ em mà quá nhỏ tuổi thì chạy này cũng khá nguy hiểm chứ không phải là không nguy hiểm đâu. Thì đây là chiếc xe tiếp theo, bữa mình khui chiếc xe tương tự nhưng mà không có thắng đĩa. Đây là chiếc F40 của hãng Segway ha, Ninebot Kick Scooter. Thì ở đây nó cũng có một số cái hình ảnh khá đẹp ha, kết nối app rồi lốp nè, đèn nè, đó 14 cộng. Và đặc biệt là cái này là sản xuất ở Việt Nam đó. Đây đây rất là quan trọng ha, sản xuất Việt Nam, made in Việt Nam. Cái hãng này lần đầu tiên đặt nhà máy ở Việt Nam và sản xuất tung ra bán ở những cái thị trường châu Âu và nước ngoài rồi. Nó giống như là kiểu như điện thoại Samsung vậy đó các bạn ha, đặt nhà máy ở Bắc Ninh vậy đó. Đó rồi khui hộp cho các bạn coi cái xe có thắng đĩa ha. Đó khui ra rồi test thử xong rồi lát nữa đi giao cho chị đó. Đã chưa, chiếc này là mắc nhất trong 4 mẫu đang có đó. Lên quên lấy quyển sách nè. Cái catalog ha, nằm trong cái này mà quên. Đây một quyển sách nè, giống cái xe bữa thôi. Cái bơm nè, cái dồi bơm, mấy con ốc, cái tụt vít để lát mình vặn đó, vặn lại. Rồi đây là cái phần cổ lái nè. Đó, phần cổ lái nhặt nhặt cầm này giùm anh, cầm cái phần cổ lái nè, dính cái dây cam rồi. Ô có cái lớp rời nữa, khác cái xe bữa trước nha các bạn. Hứa cầm giùm, có một cái lớp rời. Vậy là nó cho mình thêm được cái lớp hả, cho thêm được một cái lớp. Hồi bữa giờ chưa khui chưa biết. Đây đó, wow, cái này cái màu cam này đẹp quá, màu cam thắng dĩa đẹp quá đó, thơm mùi mới ha. Rồi để hạ xuống đây xiết. Giờ này cái rắc nó nè, đó rắc nó nè, cắm vô để coi cái hướng cắm đó. Rồi gắn vô đây hai con ốc đó. Đây đây một con, đơn giản thôi, mua về ai cũng thể ráp được. Thì giờ họ làm họ bán dễ, ra siêu thị mua về ráp chạy thôi chứ đâu có làm gì đâu. Cài cái app vô là chạy, sạc pin là chạy, hàng mới nên là siêu, còn siêu hết nè, siêu hết nè, siêu đen nè. Cái dây màu cam giống cái dây đồng hồ không? Dư một cái lớp ta, cho thêm ha, cho thêm một cái lớp ha. Dự phòng. Đó, rồi gạt lên. Ồ, bên này còn hàng ống đó nè. Ồ, khác cái xe bữa trước ha. Đó, gài cái chốt này, cái chốt màu cam nhìn dễ thương không? Đây, cái xe bữa có hai ốc mà xe này bốn ốc luôn. Đó, hai ốc trước, hai ốc sau. Đầu mở lớp ra thử nhật.
Đây, cái lớp. Cho thêm một cái lớp Seco nữa nha chị. Cái xe bữa không có cái lớp Seco. À, đây cho thêm cái lớp nữa. Dạ. Ồ, đã không? Cái lớp nè, 10 inch. Lớp sau á. Ồ, hả? Sao biết lớp sau? À. Có van bơm, có ruột không? Có van, có ruột nè đây. Hồi bữa là chưa có cho các bạn coi một cái lớp của cái xe scooter này ha. Thì nó cũng giống như cái xe đạp bình thường mình đi thôi. Đó. Có cái van, có cái ruột. Rồi cái này thì khi nào mà mình cần thay á thì mình ra cái tiệm xe đạp họ làm. Đó, cửa hàng xe đạp ở đường Võ Sáu rất là nhiều. Và thợ sẽ vô cái lớp dễ dàng ha, không có gì khó khăn hết. Đó. Đâu không? Cái lớp thì sản xuất tại Trung Quốc ha. Đó. Họ nhập qua họ ráp. Rồi. Đây là cái chỗ sạc nè. Cái phần sạc ha, giống như cái laptop vậy đó. Ghim vô đây là xong. Đơn giản. Rồi, một chiếc xe hoàn chỉnh. Đơn giản thôi chứ đâu có gì đâu ráp. Chỉ khui hộp thôi. Rồi, bây giờ em mở nguồn lên nè. Đó, tít tít tít. Hai nắp pin. Tháo này ra mới thấy đường. Giờ phải cài cái ứng dụng vô. Nó mới hết tít tít mới chạy được đó. Cái khóa cổ của chiếc xe mà có cao nhất đó các bạn, cái xe mà thắng đĩa ha, là nó rất là đơn giản ha. Đè mạnh xuống, nó có hai cái nấc ha, mình dỡ mạnh ra thì mình xếp lại ha. Xếp lại cũng giống cái kia, gạt cái phần bên cái chuông á ha, gài lại mình xách đi đó. Còn mình bung ra xách đi nè, nhẹ nhàng thoải mái đó. Lúc mà mình gài lên á thì nó có một cái chốt này thôi, đè mạnh lên rồi mình đẩy cái màu cam này qua, nó lóc lại là xong. Còn mình tháo ra thì mình đẩy xuống hai nấc, đây một nấc, là xuống một nấc nữa thì mình xếp lại đó. Nó đơn giản vậy thôi. Thì khi các bạn khui cái xe mới á ha, khui cái xe mới ra các bạn sẽ thấy nó kêu tít tít, nó kêu hoài ha, do chưa kích hoạt đó, chưa kích hoạt nên nó cứ tít tít, nó chờ. Đây là cái tín hiệu chờ, và như vậy thì mình chưa có chạy được ha. Mình phải tải một cái app về kích hoạt nó, kết nối với nó lần đầu tiên thì lúc đó mình mới chạy được. Đây cái chuông. Tất cả những cái chi tiết thì màu cam hết các bạn. Riêng cái chỗ mà mình tăng ga đây thì nó làm mấy cái sọc cao su để mình đưa tay xuống cho nó bám ha, bám tay. Các bạn thấy màu cái dây đồng hồ mình giống ha, giống cái màu cam này. Đẹp. Logo Ninebot ở đây. Thắng nè. Đây thắng đĩa nè. Đó, thắng đĩa đã không? Ha. Cái thắng này cũng màu cam luôn. Quá đẹp. Và đặc biệt là những cái vòng cam ở trên cái mâm này nè. Nó có cái logo rồi, nhìn nó rất là cách điệu chỉnh chu luôn. Nhỏ nhưng mà rất là đẹp ha. Toàn bộ cái về rồi cái khung sắt pin nằm dưới này các bạn ha. Để mình bỏ nằm xuống cho các bạn thấy cái dưới nè. Đó, các bạn thấy cái phần pin nè. Toàn bộ pin là nằm ở dưới này. Đó, mình có thể mình tháo được. Tháo ốc ra. Sau này còn mình có thể thay pin. Chống nằm đây. Đó. Làm rất là đẹp. Làm rất đẹp. Đó, thì cái xe này chạy được tốc độ max speed là 299 nha các bạn. Chiếc này 299 nha. Kéo max speed là 299. 29.9 á, 29.99 tức là 30 cây số giờ. Đây. Sau khi cài cái app vô ha thì nó sẽ phát hiện ra cái xe này. Rồi mình bấm kết nối, nó dạng Bluetooth này, các bạn thấy biểu tượng Bluetooth đây không? Đó. Nó hỏi là vui lòng kết nối nè, Bluetooth nè. À đâu, bây giờ nhấn nhanh nút nguồn để kết nối nè các bạn ha. Nhấn nhanh nút nguồn để kết nối nè. Nó bằng tiếng Việt luôn nha. Đã không? Xe sản xuất ở Việt Nam. Rồi cái phần mềm, cái ứng dụng này cũng bằng tiếng Việt luôn. Xong ha, bấm nút nguồn cái là xong.
rất nhanh, và cái màn hình đèn LED quá đẹp luôn các bạn ha, sáng rực luôn. Kích hoạt thiết bị xong bấm tiếp đó. Thì trong cái phần an toàn khi lái xe nè, tiếng Việt luôn nè Phước, tiếng Việt luôn các bạn ha, hãy chú ý thật cẩn thận nè, hướng dẫn mình an toàn khi lái xe luôn, hay chưa, xác minh chủ sở hữu nè, hoàn tất không, trong cái quá trình kết nối bằng tiếng Việt. Và đặc biệt ở trong cái app này ha, họ xây dựng cái tiếng Việt chi tiết hết cho thị trường Việt Nam luôn. Các bạn định vị được cái xe mình đang ở chỗ nào luôn nè, thấy không? Đó, các bạn thấy nó chấm một cái là cái xe đang ở Võ Thị Sáu nè. Cái km xe mình còn chạy được với cái hai cái nấc pin này còn ở 13.8 thôi. Pin đang còn 44% và tổng cộng chưa lăn bánh ha, 0.0 km. Đó, nhật ký lái xe luôn ha. Nhật ký lái xe luôn nè. Cài đặt và thông tin khác là đây là cái ứng dụng ha. Mình có thể mình firmware luôn, update firmware cho xe đạp luôn các bạn ha. Mình update firmware cho điện thoại, cho đồng hồ, cho nón bảo hiểm, cho cà đồ, cho áo luôn. Bây giờ bắt đầu update firmware cho điện thoại, cho chiếc xe nữa. Scooter luôn ha. Đó. Các bạn thấy đây là một cái sản phẩm công nghệ giúp được mình đi lại này kia ha. Nó kiểm tra bạn cập nhật. Thế này đi lại trong thành phố hoặc là các em đi học rất là tiện, hoặc là bây giờ mới cập nhật mà. Đó, đã không? Tiếng Việt hết ha. Quá đã luôn. Cho nên đây là lần đầu tiên mình thấy một cái sản phẩm sản xuất ở Việt Nam mà bán đi khắp thế giới. Cái dòng này bán ở châu Âu, bán ở Mỹ rất là mạnh các bạn. Ở New York là người ta đi chiếc xe này đầy đường. Thì cái Segway này rất là nổi tiếng. Và bây giờ họ sản xuất ở Việt Nam cho thị trường Việt Nam rồi xuất khẩu luôn. Đó, update firmware. Cho nên là lâu lâu mình sở hữu xe này thì mình cũng check cái firmware coi có bản update mới nhất hay không. Thì nó sẽ cải thiện pin, cải thiện những cái tính ổn định ở trong cái xe này. Đó. Đó, rồi. Rồi coi nữa coi ở trong cái menu này có gì các bạn ha, trong này nó có setting nè. Setting này có phần cài đặt. Thì cái phiên bản firmware Cruise Mode. Wow, cái này là cái gì đây? Có phải Cruise Control không? Chắc không phải đâu ha. Cruise Control anh. Cruise Control hả? Là anh giữ á. À, giữ chạy luôn. Ồ, đã không các bạn? Bật lên Cruise Control luôn nè. Rồi là cái gì? Energy Recovery. Năng lượng gì đây? Trung bình yếu mạnh này nè. Total Light Setting. Cho phép người khác kết nối. Đó. Rồi đây mấy cái menu của nó nè. Basic info, hủy liên kết. Rồi ở ngoài này thì có cái thiết bị, rồi có cái khoảnh khắc. Đó, cái khoảnh khắc thì về nó quảng cáo giới thiệu thôi, mấy cái hình ảnh người ta chơi xe nè, người ta chia sẻ lên đây, chắc là một cái diễn đàn nhỏ, một cái diễn đàn nội bộ đó. Ai có xe chơi thì họ post lên. Giống như một cái forum nội bộ họ bỏ trong cái app này. Rồi đây là của mình nè. Mình thì đó, chị cái xe của chị Uyên kia mới đặt tên. Rồi cấp độ như thế nào, được huy chương nữa nha. Chơi đó, giống như đồng hồ vậy đó. À, mình chơi rồi mình chạy được bao nhiêu như nó nâng cấp cái level của mình lên. Rồi nhiệm vụ cần làm nè. Đó, hôm nay mình mới nói cái chi tiết hơn cái app này cho các bạn thấy là một cái xe bây giờ nó vui vẻ như thế nào ha. Rồi thông báo một ưa thích trợ giúp đó. Khá nhiều cái hay ho ha. Rồi có đó tiếng Việt không à ha, đã không. Rồi gì nữa ta, cái bản đồ nữa nè, đó bản đồ nữa. Rồi bắt đầu qua đây thì nó sẽ hiển thị lên mình pin đồ còn bao nhiêu, điện đóm còn bao nhiêu, đó nhiệt độ, đây là đèn. Nói chung là nhiều cái hay. Quyền cái app rất là đẹp, y như đang sở hữu một cái đồ Apple vậy, thiết kế khá đẹp. Rồi bây giờ sau khi set up xong thì chạy thôi ha. Ở đây thì bấm một cái là đèn sáng ha, bấm một cái là đèn trước sáng nè, bấm một cái là tắt, bấm một cái là sáng. Rồi bóp thắng là đèn sau chớp các bạn ha. Cái đèn của cái phiên bản này nó nhỏ hơn cái đèn của phiên bản của cái xe trước ha,
chiếc này là F40. Đó, chiếc này cao cấp nhất, 15 triệu. Rồi bấm hai cái là chuyển chế độ, đây là S là chế độ Sport mạnh nhất. Chế độ Eco là tiết kiệm nhất và chế độ thứ nhì là chữ D, mình chỉ bấm hai cái thôi. Đó. Là nó nhảy chế độ. Còn bấm một cái thì nó sáng đèn hết, nghe nhiều đó. Rồi giờ chạy thử nè. Ở kia có một chiếc nữa kìa. Giống y chang cái chiếc anh đang trưng bày kia ha. Cách chạy là đẩy đẩy một cái rồi bắt đầu tăng ga. Nãy chị chạy thử rồi không? Đẩy một cái tăng ga. Đó, bóp thắng. Đó. Đẩy đủ một cái lực thì nó mới cho mình tăng ga ha. Đó. Đua không? Đua Nhật. Ăn thua là quẹ bẻ cua nè. Ăn thua là cua. Ăn là ăn trong cua đó. Bo cua. Đây là hai chiếc giống nhau các bạn ha, hai chiếc này giống nhau. Chiếc này hai chiếc đều thắng đĩa hết. Chiếc kia của mình đang đi nè, bữa giờ đang đi chiếc này demo. Đó thì nó giống y chang nhau hết, không khác gì hết. Các bạn thích thì ghé đây trải nghiệm thử, có thể xách chạy vòng ngoài đường thử. Đó. Chỗ này thì có một cái thảm bằng nhựa để mình đạp chân lên mình đứng, nó chống trượt. Dán dính lên đây này luôn, rất là đẹp. Nói chung là cái thiết kế và cái hoàn thiện của sản phẩm này rất là sắc sảo ha. Những cái điểm nhấn màu cam từ cái dây thắng cho tới những cái khóa rồi bánh thắng ha. Điểm nhấn nhẹ, còn cái tone màu là màu đen, xám đen. Nhìn khá đẹp, dễ thương. Đó. Này là gặp lại xong rồi xách đi bỏ trong cốp xe hơi. Đi chơi rồi lấy ra chạy vòng vòng. Có chuông luôn. Đó. Đó, khi các bạn mà xếp cái xe lại á, mình muốn xách lên chung cư hay là mình xách bỏ lên xe hoặc là mình xách đi vòng vòng lên một cái chỗ nào đó thì mình cứ để im cái chân trống này mình xách ha. Đó, để gì mình xách đi. Nếu mà mình đi xa quá thì mình xách thì nó cũng hơi nặng ha, hơi mệt. Đó, nếu mà xa quá thì mình dựng đứng lên. Ha, dựng đứng đây nè. Đứng về mình cầm cái ghi đông này mình đi. Đó. Nếu mà đi xa từ nhà vô cửa thang máy chung cư á, xe thì mình có thể mình đi vậy. Đó, xách đi vòng vòng không? Giống như đi chơi đó. Sau khi mình vô thang máy mình hạ xuống thì mình để xuống gì? Cứ để im chân trống đó mình gạt qua là xong. Còn ai mà tay rồi mạnh á thì xách kiểu này. Đó. Nói chung là rất là tiện. Rất là tiện. Tới nơi để chân trống xuống rồi gạt cái này lên. Rồi khóa lại là xong. Xong. Rồi bấm nút nguồn lên là chạy thôi. Chiếc xe này đang có tại My Nguyên Rider Store các bạn. Đó, và đặc biệt cái chương trình khuyến mãi cho những khách hàng đầu tiên trong tháng 4 này là một cái bộ giáp. Không phải giáp mà cái này là bó tay bó gối ha. Đó, giáp rời. Bó tay rồi bó đầu gối rồi. Rất là dễ thương dành cho xe đạp và một cái nón bảo hiểm của thương hiệu Royal. Đó, bữa mình chưa quay kỹ này, quay kỹ cho các bạn thấy nè. Đó. Nhìn màu xám bóng mà đẹp ha, đúng đúng chất của xe đạp luôn á. Này đội đeo scooter là hết bài luôn. Đó. Rồi vậy thôi, cứ thế xách xe lên và đi thôi. Cái này không phải là cho trẻ em các bạn ha, trẻ em người lớn thì đi được hết, và đặc biệt những cặp đôi xách hai chiếc này đi dạo phố, vòng ra Sài Gòn làm một ly cà phê ở khu trung tâm rất là tuyệt vời. Dọc dọc những cái cung đường giống như trước nhà thờ Đức Bà ha. Đó, ra đó ngồi uống cà phê bồ câu rồi nó bay lên rồi chạy hai chiếc này đúng là như trong phim luôn á. Rồi. Chở tới nhà giao cho chị. Cảm ơn chị rất là nhiều đã ủng hộ. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.